Đây là thành phẩm của món xôi ruốc mình nấu bằng nồi cơm điện các bạn ạ. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Và làm sao để chúng ta có thể làm được cái món xôi bằng nồi cơm điện đơn giản và dễ làm thì mình mời các bạn sẽ vào bếp của mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món xôi ruốc các bạn nhé. Xôi ruốc mà chúng ta sẽ nấu bằng nồi cơm điện nó rất là tiện. Và cách làm sao để các bạn có thể nấu được xôi ruốc mà không bị bén ở phía đáy nồi thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ dùng cho mình cái tờ giấy bạc như thế này này để chúng ta nấu các bạn nhé. Đó. Và bây giờ thì trước hết thì mình sẽ đi ngâm gạo chút nhá. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 500g nếp. Nếp này thì các bạn sẽ sử dụng nếp cái hoa vàng thì nó rất là thơm và dẻo ngon nữa. Các bạn sẽ cho nếp vào một cái chậu để chúng ta vo trước nhá. Các bạn sẽ vo sạch cho mình đi. Cái nước vo gạo này sau khi mà các bạn vo xong các bạn đừng đổ đi nha, nó phí lắm. Các bạn có thể dùng để tưới cây cũng được. Khi mà các bạn vo xong ấy thì các bạn sẽ đổ vào cho mình một cái rổ thưa để cho nó ráo nước nhé. Để món xôi sau khi mà các bạn nấu xong nó vừa vặn hơn một chút thì các bạn sẽ cho vào đây cho mình đó là một chút muối trắng hoặc là các bạn dùng bột canh cũng được. Các bạn sắp đều vào đây. Và để cho cái món xôi này sau khi mà các bạn xôi xong nó được dẻo và ngon và không bị khô ấy thì các bạn sẽ cho vào đây một chút dầu ăn nhé. Và sắp đều lên cho mình. Các bạn cho một chút muối rồi cho một chút dầu ăn vào luôn. Trộn đều lên để cho nó quyện lại với nhau. Sau khi mà các bạn trộn xong như vậy rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi cơm điện ở bên cạnh nhé. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là giấy bạc. Các bạn dùng cho một cái phần giấy bạc này. Các bạn lót ở phía dưới đáy nồi. Nếu như mà các bạn mà không có giấy bạc mà nhà chúng ta tiện có cây lá dứa thì các bạn có thể sử dụng lá dứa. Nhưng mà mình thấy là ít nhà có lá dứa, đặc biệt là ở ngoài miền Bắc chỉ có một vài nhà có được cái cây đấy thôi. Và cái cây lá dứa thì trồng nó hơi lâu ra lá một chút, cho nên là khi mà làm như vậy thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái giấy bạc như thế này thì nó sẽ rất là tiện này. Các bạn sẽ thêm một chút xíu dầu ăn ở lót ở phía dưới nhé, để khi mà các bạn làm xong nó không có bị bết ở phía dưới phía bên thành nữa. Đó. Đây là cách rất là đơn giản để chúng ta không có bị cháy ở phía đáy nồi. Đó, các bạn dàn đều cái phần nếp này ra cho mình nhé. Sau đó thì các bạn thêm nước. Cái phần thêm nước thì nó đặc biệt quan trọng. Nếu như mà các bạn mà không muốn có món xôi nó bị nhão thì chúng ta sẽ căn nước nhé. Cách căn dễ nhất đó là các bạn sẽ để nước xâm xấp mặt gạo cho mình.
Và ở đây thì mình dùng 250ml nước các bạn nhé. Với 500g nếp thì các bạn sẽ dùng cho mình đó là 250ml nước. Sau đó thì các bạn sẽ bật bếp và nấu thôi. Đây các bạn ơi, bây giờ các bạn chỉ cần đậy nắp lại này và bật chế độ cúc cho mình. Đó, khi mà các bạn để chế độ nấu như thế này thì khi nào mà nó bật lên thì các bạn lại bật thêm một lần nữa cho mình là xôi của chúng ta nó sẽ chín các bạn nhé. Sau khi mà các bạn thấy nồi nếp này nó nảy lên như thế này thì các bạn sẽ đảo đều lên cho mình nhé. Các bạn dùng đũa để các bạn đảo đều lên để cho nó chín được đều hơn. Đó. Sau khi mà các bạn đã đảo đều lên như vậy rồi thì các bạn cắm xuống và bật thêm cho mình một lần nữa nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã bật thêm cho mình 5 phút nữa rồi thì các bạn sẽ thấy là cái phần xôi nó đã chín như thế này rồi này. Đó, bây giờ thì các bạn cần vào múc ra cho mình một cái đĩa thôi. Các bạn thấy là xôi khi mà mình nấu như thế này nó rất là dẻo. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã làm xong như vậy rồi thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình ruốc nhá. Ruốc thịt này ăn kèm với cái món xôi này thì rất là ngon và tiện để cho chúng ta nấu vào buổi sáng ấy. Đó, các bạn thêm ruốc vào. Và đặc biệt đó là sẽ ngon hơn và thơm hơn khi mà các bạn thêm cái hành khô. Hành khô mà các bạn đã chiên giòn rồi á. Các bạn lên thêm lên phía trên thì chúng ta sẽ có được một cái đĩa xôi rất là ngon. Để mình quay lại gần cho các bạn nhìn kỹ nha. Đó, các bạn thấy không ạ? Xôi này, sau đó một lớp nước và một chút hành khô phi thơm là chúng ta đã có một cái bữa sáng rất là ngon rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có được tầm 2 đĩa xôi vừa vừa. Đó, các bạn thấy không ạ? Thêm ruốc vô này và thêm hành khô. Đó. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Đó, và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.